Có em nào phụ quán trọng tài với em cạnh của anh Tô với anh Vũ không? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Bàn số 3, em xin mời anh Bình và anh Công. Bàn số 3, anh Bình và anh Công. Thank you.
Tâm ơi. Rồi, dừng lại đó thôi.